Vâng, kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là hiệp 2 giữa hai đội U23 Tobama, xin lỗi là Real Tobama gặp FC Coi Gia Ban. Vâng, mới bước vào trận thôi, thế nhưng dính cục của trận đấu là rất gay cấn. Vâng, đội bạn đang quyết tâm gỡ lại sau khi đang bị dẫn trước 1-0 ở hiệp đấu thứ nhất. Và xuất phạt xa của dành cho Coi Gia Ban. Ông Duy Hoàng vẫn luôn là một thủ môn xuất sắc. Đình Tùng. Vâng, Đình Tùng đang dẫn bóng. Đưa bóng lên nào. Chuyền bóng cho Tuấn Anh không được rồi. Quý Dương. Với Thần Định. Xuất ra không được, rất được. Một pha một đó coi có Đinh Tùng, bóng bay chạch về phía con gà dọc, thế nhưng không có gì là tiếc bây giờ cả. Chúng ta vẫn đang dẫn trước 1-0 và vẫn đang đá trên cơ. Quý Dương, nỗ lực không thành công của Quý Dương. Sự bin dành cho Real Tobama. Đỉnh kính là người thực hiện xuất phạt. Anh ơi, nhìn anh nhìn nhìn này. Không phải thế này đâu. Vâng, đá lại do lỗi quan sát của trọng tài. Anh chơi tay phương phương này không này. Hiroto không được. Đội bạn đã lấy được bóng. Pha lùi về áp sát của Đình Tùng. Đài đã thổi còi. Quý Dương không được. Coi Gia Ban. Tuấn Anh. Đình Kính. Hiroto. Và nhà bóng lắt léo của Hiroto không được. Đội bạn vẫn đang rất nỗ lực để tìm kiếm bàn gỡ. Phạt góc dành cho Coi Gia Ban. Và đánh gót của Hiroto. Bóng ra ngoài, bóng ra ngoài. Bạn đang phối hợp khá nhịp nhàng. Nhật đúng không? Để chúng tôi quan sát thì ôi giời ơi, thủ môn đủ mất. Trời ơi. Trời mạng sợ đi. Trời quả đi. Vâng, để chúng tôi quan sát bên đội bạn cũng có một ngoại binh. Cầu thủ mang áo số 5 đeo băng đội trưởng. Và tình huống hú vía vừa rồi của thủ môn Duy Hoàng, thế may nhưng rất may là cầu thủ đội bạn không tận dụng tốt. Tuấn Anh, Đình Tùng lấy bóng nào. Bóng đã đi ra ngoài vạch biên. Sút biên dành cho Real Tobama. Đưa bóng vào. Không có gì là nguy hiểm cả. Minh Phương. Và cản phá vừa rồi có Minh Phương. Đình Tùng. Bóng vẫn đông chân của Đình Tùng. Đánh gót dành cho Tuấn Anh. Vâng, với rất nhiều cầu thủ bảo vệ của đội bạn đang áp sát. Ngoài nỗ lực không cho Real Tobama ghi bàn, các cầu thủ Coi Gia Ban còn cần phải kiếm một bàn gỡ nhất định.
pha phối hợp nhịp nhàng của cầu thủ bên cô ra bàn. Đội trưởng bên đội bàn đã có bóng, rất may bóng đã đi ra ngoài. Hiroto là người thực hiện sút pin. Phương và đưa bóng lên dành cho Tuấn Anh, thế nhưng đường chuyền là hơi sâu. Vâng, phút thứ 6 có hiệp đấu thứ hai, tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về các cầu thủ Real Obama. 1/3 thời gian đã trôi qua, liệu các cầu thủ áo đỏ có thể kiếm thêm bàn thắng nữa hay không? Minh Phương là người thực hiện sút pin. Đình Tùng, Đình Kinh chuyền xa. Tuấn Anh Real Toba được hưởng một quả sút pin. Đình Kinh, hoan hô Đình Kinh, một pha xử lý rất hay. Đình Kinh, Hiroto, và qua người của Hiroto, đúng không Tuấn Anh? Không được. Đình Kinh và chuyền bóng lên của đội bạn Duy Hoàng, và đẩy bóng của Duy Hoàng nguy hiểm vào. Các cầu thủ của Gia Lai đã có bàn thắng rồi. Và đẩy bóng của Duy Hoàng, thế nhưng cầu thủ áo số 19 bên đội bạn đã tận dụng tốt. Một đều, cục diện rất gay cấn. Ăn miếng trả miếng. Còn một trận đấu quả thực rất hấp dẫn. Đình Công, Đình Kinh và cản phá của Đình Kinh. Đình Tùng, Quý Dương chuyển bóng về cho Duy Hoàng. Hiroto, Đình Kinh sút không được. Phạt góc dành cho Real Obama. Đình Kính là người thực hiện sút phạt. Đúng không? Tuấn Anh đi đâu? Hiroto. Ba
Vâng, một và phối hợp rất tuyệt vời của các cầu thủ Real Tobama. Nụ cười đang nở lên trên khuôn mặt của các cầu thủ của chúng ta. Đình Tùng, Đình Tùng, nỗ lực lấy bóng của Đình Tùng là không được. Ao làng. Trọng tài đã thổi lỗi sút pin của các cầu thủ của Nhật Bản. Thay vào đó thì Antoba sẽ được hưởng sút pin. Xuống xa nào, không được. Phút thứ 12 và tỷ số đang là 2-1 nhưng về các cầu thủ Real Madrid. Đánh đầu nào, không được rồi. Hiroto đang áp sát Đình Kính. Và áp sát rất hay của Đình Kính. Bóng đá chạm vào tay của Đình Kính. Lùi dần anh ơi, lùi dần anh ơi. Tuấn Anh và đánh đầu cản phá của Tuấn Anh. Đình Kính và đỡ bóng hơi lỗi của Đình Kính. Sút pin dành cho các cầu thủ Côi Gia Bàn. Hai giờ là hết. Thế xong rồi, hôm nay tổng kết xong là lần sau là đá giải cuối cùng. Đình Tùng. Bóng đã đi ra ngoài. Hay là 2 con 1. 2-1. Tất cả diễn ra quý dương không được. Quý Dương là một cầu thủ rất đa năng, sở hữu thân hình nhỏ con. Thế nhưng với kỹ thuật tốt, anh luôn tận dụng và anh kính quả hô lên chứ. Bắt được những tình huống bị sơ hở có đôi bạn. Anh kính quả đóng bị chết. Chắc. Hiroto áp sát. Thả áp sát rất tốt của Hiroto. Đình Kinh, Đình Tùng, đánh đầu đánh Hiroto, không được rồi. Đánh anh ơi. Đá có lỗi. Anh Tài đã tới phạt. Chiếc quay hay chiếc quay? Đợi. Thấy người bên FC Côi Gia Bàn. Phương bị sung mạnh. Vào hết, vào hết, vào hết. Vào hết, làm vào hết. Một thòng đứng lại thôi. Vào hết. Vâng, đội bạn đang tập trung dồn lực toàn bộ nhân lực để tấn công vào khung thành Real Tobama. Sút xa. Hoàn hồi đưa tô. Đình Tùng. Và qua người rất tốt có Đình Tùng. Hiroto. Vẫn là Hiroto. Và một cầu thủ đôi bạn đã bị ngã. Có lẽ bóng đã chạm tay một cầu thủ bên Côi Gia Bàn. Hiroto sẽ là người thực hiện sút phạt. Phút thứ 15 rồi. Đây gần như là một cơ hội cuối cùng. Liệu 3-1 hay là 2-1 đây? Hiroto sút xa. Sút nào.
một pha sút bóng không thành công của Tuấn Anh, cũng là lúc trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu giữa hai đội Real Tamara gặp FC Cojaban. Và tỷ số nghiêng 2-1 dành cho các cầu thủ Real Tamara của chúng ta. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi tường thuật trực tiếp của chúng tôi. Đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút. Tạm biệt.